bán 25 vạn cây giống mỗi năm. Quy mô sản xuất cũng ngày càng mở rộng. Cô gái trẻ còn bỡ ngỡ khi mới khởi nghiệp ngày nào, giờ đã trở nên chín chắn và trưởng thành hơn. Cầu đặt hàng của khách khoảng độ 15 vạn chẳng hạn thì mình sẽ căn cứ vào những cái đợt khách lẻ thì mình có thể là tăng lên số lượng từ 20 đến 25 vạn dư ra để mà phục vụ những cái khách hàng nhỏ lẻ khác. Thực lực cái việc làm tốt của bạn ấy thì cũng đã rất nhiều tỉnh người ta biết đến cây giống của nhà bạn Vân Anh và người ta đặt hàng. 3 năm rưỡi tham gia khởi nghiệp thì gần 2 năm nông hộ ấy phải đối mặt với những khó khăn do dịch Covid. Tuy vậy, với sự nhạy bén của mình, Vân Anh đã từng bước khắc phục khó khăn và cùng với sự hỗ trợ của khởi nghiệp hoàn thiện dần mô hình. Nông hộ ấy đã làm như thế nào? Mô hình trồng dổi của Vân Anh hiện tại ra sao? Hãy cùng tìm hiểu trong chương trình khởi nghiệp ngày hôm nay. Sở hữu 5 khu đồi trồng dổi, đủ giai đoạn, từ cây mạ, cây giống, cây mẹ, cây thương phẩm, phân bố ở những vị trí thuận lợi và phù hợp nhất cho sản xuất của từng khâu. Trong đó, khu vực gần đường quốc lộ và gần nhà này được Vân Anh lựa chọn để sản xuất và cung cấp cây giống trực tiếp cho khách hàng. Khu vực này thì thứ nhất là cái vị trí địa lý của nó là gần đường quốc lộ nên là rất là tiện để mà cho các xe vận tải họ đi vào đây hoặc là mình gửi qua xe khách hoặc là những cái đơn vị vận chuyển khác thì là ở đây là vị trí địa lý rất là thuận tiện cho mình gửi hàng. Những ngày này là thời điểm cực kỳ bận rộn với trang trại cung cấp giống dổi của nông hộ Vân Anh. Theo kế hoạch, từ nay tới hết tháng 2, Vân Anh sẽ cho công nhân cấy xong toàn bộ 25 vạn cây dổi giai đoạn mạ. Đây sẽ là lứa cung cấp giống thực sinh xuất bán vào tháng 5, tháng 6 năm nay và cũng là lứa cung cấp cây gốc ghép cho đợt ghép cuối năm. Hiện nay thì cấy cây mạ thì mới thực hiện được khoảng độ 20% công việc thôi. Còn sắp tới thì dự kiến là hết tháng 2 thì sẽ cấy toàn bộ số lượng là 25 vạn cây mạ ra bầu và chăm sóc để cho chuẩn bị vụ ghép vào đợt cuối năm 2022. Để cây sinh trưởng phát triển tốt trong các giai đoạn sau, chất lượng cây mẹ, chất lượng hạt giống có ảnh hưởng mang tính chất quyết định. Do vậy, đây là yếu tố đầu tiên mà chuyên gia Nguyễn Thị Nhung kiểm tra ngày hôm nay tại nông hộ. Cháu lấy cái tiêu chuẩn hạt giống như thế nào để chúng ta gieo xuống để nó được một cái cây gọi là cây chuẩn. Vâng, để mà có những cái cây giống rất là đều và đẹp như này thì cái khâu lựa chọn hạt giống rất là quan trọng. Đấy là khâu đầu tiên để đảm bảo cây giống nó lên đều đẹp. Và cái thứ hai đấy là ở khâu quản lý sâu bệnh. Đối với hạt giống thì cháu lựa chọn những cây mà cổ thụ là lâu năm và có sản lượng tốt này. Hạt giống khỏe, cây quanh năm không bị sâu bệnh, hạt mẩy to tròn là mình sẽ lựa chọn những cái hạt đấy để mình gieo để cho đảm bảo cái tỷ lệ nảy nó được nhiều nhất và cây giống nó khỏe nhất. Thì nhìn chung là cô thấy cây giống cũng rất là đều và đẹp, có rễ rất là thẳng khỏe và có những cái rễ con nữa cũng rất là khỏe và hai cái lá mầm thì cũng gần như đều nhau giữa các cây. Cái cây giống này thì cô nhìn chung là nó đạt tiêu chuẩn. Thế và năm nay là cháu dự định cháu trồng khoảng bao nhiêu cái cây hạt con như thế này, ra cái cây con này như thế này? Năm nay thì dự định là cây số lượng ươm của cháu là khoảng 25 vạn cây. Và 25 vạn. Có 5 vạn cây cũ nữa là tổng là 30 vạn cây. Và khoảng bao nhiêu cây để trồng thực sinh? Thực sinh thì đưa vào khoảng độ 5 vạn. 5 vạn thực sinh và còn lại là cây gốc ghép. Còn lại 25 vạn cây là để cung cấp cho những người trồng cây gốc ghép. So với năm trước ấy thì là số lượng các năm sau này thì càng ngày càng tăng lên. Thị trường người ta cũng biết đến nhiều cái loại cây này rồi thì họ thay đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả thì họ chuyển đổi nhiều sang cây này thì nên là đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường thì em phải tăng cái số lượng dần lên để mà khách hàng họ
họ lấy được đủ cái số lượng để trồng rừng hay là trồng cái vườn kinh tế như mong muốn. Nông hộ Vân Anh cho biết, cây mẹ lấy hạt giống được lựa chọn đưa vào ươm trồng phải đạt được nhiều tiêu chí khắt khe. Tất cả những cây này phải được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đánh giá và công nhận là cây đầu dòng. Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đi thẩm định thì đã lựa chọn ra được 20 cây đầu dòng để mình đưa vào sản xuất giống sao cho cái nguồn cây giống cây thực sinh, cây ghép đạt cái chất lượng cao nhất. Thì khi đấy thì người trồng thì mới yên tâm được, thì mình giữ được uy tín là mình mới phát triển được lâu dài. Khi đã có cây giống mẹ đạt tiêu chuẩn, kỹ thuật trồng cây mạ vào bầu cũng rất quan trọng. Theo chuyên gia Nhung, nếu trồng không đúng kỹ thuật, tạo hố nông có thể dẫn tới tình trạng bó rễ hoặc rễ kém phát triển. Đồng thời với đó, việc chăm sóc, bảo vệ chống sâu bệnh hại cũng được chú trọng trong thời gian này. Khi mình cấy ở đây này, tỷ lệ chết nó có bị cao không hay là nó đảm bảo được đến bao nhiêu phần trăm? Nó sẽ rơi vào khoảng tầm độ 2-5% thôi ạ. Tầm trung bình là khoảng 2% thôi, chứ không nhiều lắm. Thế thì tỷ lệ sống tương đối cao đấy nhỉ? 95-98% cơ mà. Tại vì cái mùa này mình cấy nó được cái lợi là nó ở cái thời tiết nó nữa. Nó mát. Nhiều mát mẻ. Thì là nó sẽ không bị ảnh hưởng gì. Còn đa phần những cái cây mà chết ý, thì là cũng chỉ một phần là đến lúc mà nó nắng là người ta quên không tưới hết thôi. Tưới cẩn thận là hầu như là sống hết 100% gọi. Thế thì cháu cứ chăm sóc cây giống theo đúng quy trình và cũng đạt theo tiêu chuẩn, theo cái độ cao như người ta yêu cầu. Xong rồi chúng ta chuyển đi để chúng ta giữ chân khách hàng và để ngày càng chúng ta càng phát triển hơn nữa. Thế và chúng ta giữ uy tín thì chúng ta cứ đảm bảo cây chuẩn, sạch sâu bệnh, nghĩa là trên cái lá của nó không bị nấm bệnh, nó gây hại. Ví dụ như nó hay bị bệnh cháy lá, đúng không? Đấy, rồi là nó bị một số dày dẹp bọ trĩ nó tấn công vào cái búp non ấy. Đấy, nếu mà chúng ta đảm bảo đúng tiêu chuẩn của cây giống, chúng ta phòng trừ sâu bệnh kịp thời, thì chắc chắn là cái cây giống của chúng ta sẽ vươn ra nhiều tỉnh thành trong cả nước. Cùng với giống thực sinh, tại trang trại của mình, Vân Anh duy trì sản xuất để luôn có thể cung cấp giống vào mọi thời điểm trong năm. Bên cạnh lứa dồi ghép đạt tiêu chuẩn, sẵn sàng xuất bán, nông hộ cũng mới ghép xong một lứa cách đây hơn 2 tháng. Này, cháu ơi, những cái mầm này là phải vứt đi chứ. Từ cái đoạn cành ghép trở lên là mầm chính. Đây, còn cái mầm này là mầm phụ. Cây càng to thì nó lại càng nhiều cái mầm này. Nó nhanh. Đấy, phải trụi như thế này này. Đây. Đấy, chúng ta đi, chúng ta phải bỏ hết cái mầm này đi nhá. Cái này 1, 2, 3 mầm nhá. Cái này cũng được 3 mầm nhá. Cũng còn một số cây cỏ dại còn lại. Và một số những cái nó bật mầm ở cái đoạn thân dưới ấy, là chúng ta không nên để cho cái mầm đó mọc, bởi vì nó sẽ cạnh tranh dinh dưỡng của cái mầm mà nó bật ra từ cái cành ghép. Thế cho nên là bạn phải làm vệ sinh cái phần dưới để cho thứ nhất là cây nó vừa tập trung nó nuôi phần trên nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Và thứ hai là cỏ dại thì cũng để cái thứ nhất là có thể nó chứa những ký chủ phụ mà nó lại gây hại cho cái cây con này, thì chúng ta cũng phải vệ sinh đi, ví dụ như nấm, vi khuẩn rồi bọ trĩ dẹp dày chẳng hạn. So với cây thực sinh, cây dồi ghép chỉ cần 3 đến 4 năm là có thể thu quả. Thời gian này đã rút ngắn khoảng 5 đến 8 năm. Không những thế, năng suất chất lượng sản phẩm thu được cũng cao hơn. Điều này có được hoàn toàn nhờ vào chất lượng cũng như năng suất của cây mẹ cho mắt ghép. Trong trường hợp nếu để mầm của gốc ghép phát triển quá mạnh, nó sẽ lấn át và làm giảm sự sinh trưởng của mắt ghép. Do vậy, theo chuyên gia, nông hộ nên càng thực hiện sớm việc loại bỏ mầm của gốc ghép. Vườn dồi thương phẩm từ 7 tới 10 năm tuổi. Thời điểm này, một số cây trong khu vườn đã cho thu quả bói xong. Bên cạnh đa số những cây phát triển bình thường, chuyên gia nhận thấy ngọn của một số cây có vấn đề. Đây một số cây cô thấy thẳng nhưng rất cao, nhưng một số cây thì
thân làm sao lại bị lõm cái kia, một số cành thì lại bị gãy nhỉ. Đối với những cái cây cây này bình thường là nó sinh trưởng là nó sẽ phát triển thẳng, nhưng mà đối với những cái cây nó tự dưng nó chĩa hai cành này ra thì rất là hay bị gió. Gió nó làm cho nó gãy hoặc là nó sẽ chẽ đôi cái thân này. Thế nên là nhà cháu thì đã hầu như là những cái cây mà nó cứ chẽ đôi là mình sẽ cắt một bên đi. Cắt một bên đi để một bên cho nó phát triển. Để một bên cho nó phát triển, nó sẽ điều chỉnh lại thân cho nó thẳng lên. Còn nếu mà mình để thì nó... Nhìn chung là cô thấy nó cũng thẳng hết cả đấy. Nó cứ chẽ ra. Đấy, cô xem mình có những cái cây kia nhà cháu cắt muộn một cái là gió nó bắt đầu nó tẽ đôi ở thân ra. Cái này là những cái cành này là mình phải cắt đi đây đúng không? Vâng. Để cho thân nó thẳng đây chứ cũng không phải là tại nó bị sâu bệnh nó gãy đâu đúng không? Vâng. Cái này là mình cắt đi để cho nó thoáng cắt. Tán. Cho nó thoáng cái tán ở bên dưới. Rồi còn được biết đến với tên gọi là cột chống trời của người dân xứ Mường. Loại cây này khi trưởng thành có thể cao hơn 30 mét, đường kính thân cây tới hơn 1 mét. Thân cây thẳng tắp, tròn đều, phân cảnh cao, với chất lượng gỗ và mùi thơm đặc biệt. Để phát huy hiệu quả trồng của cây thực sinh, chuyên gia khuyến cáo cho nông hộ Vân Anh cùng các nông hộ nên có kế hoạch cắt tỉa cành phụ, cung cấp dinh dưỡng hợp lý trước và sau mỗi vụ thu hoạch. Mặc dù là cây rừng, nhưng chăm sóc tốt, năng suất, chất lượng sẽ được phát huy tối đa. Nằm cách khu trồng dổi thực sinh khoảng 1 km, gia đình Vân Anh mới đây đã gây tạo được một khu chuyên trồng cây mắt ghép chất lượng cao. Theo chia sẻ của Vân Anh, dổi là loại gia vị dược liệu quý với giá bán ổn định, tiềm năng phát triển rất lớn. Do vậy, việc phát triển những giống dổi năng suất chất lượng cao là vô cùng quan trọng. Vâng, đây là cái vườn cây giống năng suất cao mà cháu vừa mới trồng. Cách đây khoảng 7 tháng rồi thì cái vườn này sau này để mà tạo cái vườn cây bố mẹ, mình sẽ chủ động cái số lượng mắt ghép nhiều hơn. Những cái dòng giống này là bên cháu đã lựa chọn những cây năng suất cao nhất thị trường hiện nay để mà gây ra một cái vườn mới. Để mình sau này mình sẽ chủ động cái nguồn mắt ghép khi nó sẽ có hai mùa khác với cái cây giống trước, là nó chỉ có chủ yếu là vụ tháng 9 thôi, nhưng mà cây này nó khả năng nó có thể đậu được cả tháng 3 hoặc cả tháng 9. Như cây kia là ví dụ như là nó chỉ đậu được khoảng độ 30% số hoa ở trên cây thôi, nhưng mà cây này nó có thể đậu được 70%, 80%. Đấy, nó sẽ đậu tốt hơn ở cây kia. Nên là năng suất của nó sẽ cao hơn. Cao hơn khoảng được bao nhiêu phần trăm hả cháu? Cao hơn nó thông thường là gấp khoảng độ 3 đến 5 lần cơ ạ. Quá tốt. Đây là một cây giống mới thì cũng mới phát hiện ra ở quê hương nhà mình à? Cái giống này thì trước kia là đã được trồng rồi. Trong tất cả những cái cây mà cổ thụ đầu dòng thì nhận thấy hàng năm thì cây này sẽ luôn ra hoa sớm, đậu tốt. Đậu tốt nhất trong những cái cây mà mình lựa chọn. Hiện nay thì cái cây này giá trị hạt của nó cũng vẫn rất là cao và ổn định. Cháu cũng nhận thấy là thị trường nước ngoài thì họ cũng nhen nhóm rất là muốn phát triển và đưa cái hạt này sang nước họ để bán. Thế nên là cái cây này cháu nghĩ là còn nhiều cái triển vọng để phát triển hơn. Vốn không có chuyên môn về nông nghiệp, thế nhưng tình yêu, đam mê với cây dổi đã thôi thúc cô gái trẻ này đi khắp các vùng trồng dổi trên cả nước, tìm tòi và tiếp thu những giống mới, những kinh nghiệm hay và áp dụng vào thực tiễn sản xuất là cách mà Vân Anh hoàn thiện bản thân, hoàn thiện trang trại hơn mỗi ngày. Chắc chắn với sự đầu tư và nghiêm túc của mình, Vân Anh sẽ gặt hái nhiều thành công hơn trên hành trình khởi nghiệp.